Xã Cam Đường, thành phố Lào Cai từng được biết đến là vùng quê cách mạng, nơi thành lập chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh. Và hôm nay, Cam Đường đang được đầu tư xây dựng phát triển mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trở thành khu vực đô thị phát triển của thành phố Lào Cai. Đài kỷ niệm này là nơi đã diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên của tỉnh Lào Cai tại thôn Làng Dạ, xã Cam Đường vào ngày 12 tháng 12 năm 1948. Từ thành công của cuộc khởi nghĩa này, vùng giải phóng nhanh chóng được mở rộng để đến tháng 11 năm 1950, tỉnh Lào Cai hoàn toàn được giải phóng. Là lãnh đạo xã trong những năm đầu tái lập tỉnh, ông Trần Văn Hợp vẫn lưu giữ vẹn nguyên ký ức về những năm tháng gian khó nhất. Từ một vùng đất hoang tàn đổ nát năm xưa, đến những ngôi nhà cao tầng khang trang, đường giao thông đi lại thuận tiện, hệ thống hạ tầng, các thiết chế văn hóa được đầu tư hiện đại như hôm nay là một chặng đường gian nan nhưng rất đỗi tự hào. Đường đi lối hàng, tức là đường bê tông từ đầu hàng cho cuối hàng, tức là xe đi được. Đấy là chúng ta mới thấy được, là từ những cái năm 90 đến đây thì cái thay đổi của chúng ta nhìn lại về tổng quát nó là một trường vực. Nhưng mà với cái tinh thần đó thì đối với nhân dân hiện nay vẫn tiếp tục phải vươn lên để làm thế nào chúng ta cập được các tiêu chí và trở thành phường. Khi mới thành lập, xã Cam Đường cũ có diện tích khá rộng, bao gồm hầu như toàn bộ khu vực phía nam thành phố hiện nay. Đây là khu vực có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố. Cùng với định hướng phát triển không gian đô thị tỉnh lỵ, khu vực các xã phường thuộc Cam Đường xưa đã có được một diện mạo khang trang, văn minh và hiện đại. Thay đổi nhiều lắm, đường, trường, trại, rồi nói chung là bây giờ nhà cửa bọc san sát, các cháu đi học bây giờ là xe máy, xe đạp, đường đi nối lại bây giờ nó sang trang, nó rộng lắm. Bây giờ xe ô tô chở vào tận nơi, bây giờ nó sướng lắm. Ở đó thì có những cái đô thị rất là đẳng cấp, có rất đảm bảo chất lượng, đang sống từ mật độ xây dựng, từ chiều cao và mật độ cây xanh, cái khoảng trống, các cái khu hạ tầng xã hội để cho người dân vui chơi, giải trí, rồi là thư giãn trong những ngoài thời gian làm việc, đảm bảo làm sao mà người Lào Cai là ai cũng có nhà ở, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Nhờ những chủ trương đúng đắn, quyết sách sáng tạo của tỉnh và thành phố, các địa phương phía nam của thành phố Lào Cai đang ngày càng phát triển toàn diện. Người dân đoàn kết, đồng lòng, phát huy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, cùng quyết tâm xây dựng thành phố hiện đại, văn minh và giàu bản sắc.